Rồi em chào chị nha. Dạ chị tên gì chị ha? Trân, Nguyễn Thị Ngọc Trân. À Nguyễn Thị Ngọc Trân. À chị Trân hôm nay liên hệ với Tuấn Vĩ để kiếm ai chị Trân ha? Dạ em muốn tìm má của em. À tìm má. Vậy thì hồi đó thì thất lạc nhau trong cái trường hợp nào? Má của em thì em không có biết tự gì bà má của em bỏ nhà đi là ngày 16 tháng 12 1976. Ồ, từ năm 76 lần à. Từ năm Dạ từ má em đi, nó má em chỉ có 24 tuổi thôi. à năm 76, 76 lúc đó 24 tuổi. Thì Dạ đúng rồi. năm nay là bao nhiêu rồi chị Trân? À, 76 là năm nay 4 40 46 năm, 45 46 năm bốn này. 46 cộng với 24 là 46 cộng với 24 là thành 6, 70 tuổi rồi. dạ 70 sáu tuổi mươi rồi. mấy 70 rồi đó. Ừ, Dạ má 70 em tuổi. gần 70 rồi. Dạ. Vậy thì Dạ hồi đó mẹ đi thì đi vì lý do gì? à, không biết tự gì mẹ có đi lúc đó ở nhà gì bà có đi buôn bán nước mắm ở trên Hố Nai á. Dạ thì lúc đó là hồi đó giờ dì bác kể là má không bao giờ đi, mà lần đó là má kêu để má đi. À. Rồi má đi là má đi luôn, má không về nữa. Ồ. Vậy là coi như lần đó là lần má đi buôn lần đầu hay sao? Lần đầu đúng như lần cuối luôn. Ủa vậy à? Dạ Rồi cái việc đi buôn đó thì là ai dẫn má đi hay là sao? không có ai dẫn má đi hết á. Hồi đó là dì bả đi hoài luôn á, dì bả cứ đi rồi mẹ nhà chỉ lấy nước mắm cho dì đi thôi. Rồi dì dạ rồi thì chuyến đó Tết rồi má mới nói là lúc đó má mới sinh thằng em được 10 tháng thôi. Thằng em còn còn bú vú má mà. Rồi dì mới nói là đi vậy rồi ở nhà ai cho nó bú. Thì má chỉ nói là má đi rồi má về thôi, ở nhà thì nấu nước cháo cho em nó dùng đỡ thì dì bả nói là Tết rồi thôi ở nhà để dì đi một chuyến nữa rồi về Tết luôn. Thì má nói là thôi để chuyến này để ở nhà đi để tao đi cho. Rồi là má đi không về nữa, má đi luôn không về nữa luôn, để lại bà ngoại rồi bà dì. Lúc đó bà dì có 16 tuổi thôi. Rồi má để lại hai chị em, là em với lại một đứa em trai nữa, là hai hai chị em. Dạ Vậy rồi gia đình mình thời điểm đó thì có đi tìm hay là có nghe được tung tích gì không? không nghe, lúc đó gia đình nghèo khổ lắm, đâu có ăn, còn không có ăn mà ăn. Ngoại thì bà bệnh, bà nằm một chỗ. Rồi dì thì còn nhỏ nữa, ở nhà chỉ có buôn bán gì để sống thôi. Rồi lúc đó đâu có tiền bạc gì đâu mà đi tìm đi kiếm mẹ và má đâu. Rồi lúc đó thì ngoại nó nói thôi vậy để lập bàn thờ thờ má, là thờ tới bây giờ luôn đó. Vậy à. Dạ không Rồi ai biết má sống hay chết. rồi gia đình có linh cảm hay là có nghi ngờ gì không? À, không đâu, hồi xưa đến nay là dì cứ nói là chắc má chết rồi, nếu má mày mà không chết thì má mày sẽ về, chứ má mày không có tự gì em là lai. Thì bà nói nếu mà má mày mà nếu mà bỏ bà ngoại mày đi đó, con đi đó, là hồi xưa ba mày ra ở Sài Gòn mà ra tới quê đó mà kêu là đã đi rồi, mà má mày không có đành để hoài ở lại thì chắc má không bỏ đâu. Thì chị cứ nghĩ là chết rồi, thôi đừng tìm, em cũng tìm dữ lắm. Em đi về Việt Nam em đi đủ thứ em tìm, ai chỉ tới đâu em tìm tới đó. Rồi chị nói là thôi chết rồi thì sau này nè, cách mà em thì nói chung là em không nghĩ má em mất đâu. Tự em chưa bao giờ em ngủ mà con người mà ví dụ họ qua đời đó anh, thì em tin rằng á, họ sẽ có thể họ cho mình ngủ mình chiêm bao cũng thấy một hai lần, nhưng mà không bao giờ gia đình em thấy cái gì hết á. Rồi em cứ nói gì em chứ thân vì thơ con nghĩ má con không có mất đâu, nếu má mất thì tất cả ai cũng đều thấy má chứ không có thấy cái gì hết á. Rồi em cứ nói là má em còn sống thôi, gì em nói không chết rồi. Rồi cách bây giờ sau này nè, cách mấy năm sau này nè, bả cứ biểu em có tìm có cách nào tìm má mày được không.
Cái em mới nói là ủa hồi đó giờ dì nói mất rồi mà giờ tìm cái gì. Em giỡn là dì em vậy đó, nếu mà người ta muốn tìm mình thì người ta cũng đã đi về quê người ta tìm mình rồi. Tuy là bà ngoại đó nằm chỗ thì lúc đó má em nghĩ chắc bà ngoại cũng mất thì em cũng giải thích gì em vậy đó. Thì gia đình không còn ai nữa, qua đây hết rồi anh. Dạ chỉ còn họ hàng ở Việt Nam thôi. Thì em mới nói là nếu mà má bà có lòng đó, nếu mà còn sống mà bà muốn đi tìm mình thì bà chỉ cần về quê đó bà hỏi là người ta biết mình ở đâu, người ta sẽ chỉ mình. Nhưng mà vì em thì nói không cái cảm giác được gì, nghĩ má này còn sống đi tìm đi. Em mới nói cái thế giới này nó mênh mông biết, cái người bây giờ em muốn tìm mà mẹ má em không muốn tìm em thì làm sao em tìm được đó. Rồi em mới coi cái chương trình của anh này, em nói thôi để em liên lạc với anh, nhờ anh giúp giùm em để thì để đăng hình mẹ em thử coi là coi thử có ai mà biết được mẹ em ở đâu đó, thì nhờ mẹ giờ giúp giùm chỉ dẫn giùm, nếu mà người nào mà biết được thì nói chung là em thưởng cho 20.000. Dạ tự nói chung là gia đình em không có gia đình nhiều, ngoại em chỉ có 2 người con thôi, mẹ em với dì, dạ má em chỉ dì với dì em thôi. Thì giờ ngoại em cũng bà đã mất rồi, rồi em với dì em thì cũng qua đây hết rồi. Thì theo những cái câu chuyện của chị kể đó thì thật sự mà nói là nghi những cái việc mà lành ít dữ nhiều, bởi vì cái lý do là hồi đó con của má là còn quá nhỏ, đang đang còn trong cái tuổi mà gọi là phải bú mẹ nữa, cho nên là nói để mà có một lý do gì đó mẹ theo ai đó mà nói để mà dứt hai đứa con mình như vậy, rồi mẹ già như vậy, thì theo vị nghĩ là nó sẽ hiếm có cái trường hợp đó, hiếm có. Nên nói để mà mẹ theo một cái cuộc sống mới mà nói để bỏ con thì chắc là không có đâu. Cho nên là e ngại rằng là mẹ sẽ gặp một cái việc gì đó nó không may, sợ là sợ như vậy thôi. Mà cũng lạ, lạ ở cái chỗ là tại sao trước đó má má không buông, mà vào cái thời điểm đó tự dưng là má lại lại làm sao biết đường xá này kia đâu, biết đường đứt lối rồi biết lấy nước mắm ở đâu đâu mà tự động mẹ má đi. Dạ thì đó thì có cái gì đó đi chung, rồi cái gì đó cũng đi ra về, mà cái thời đó thì đón xe cũng hơi khó đó anh. Thì gì đó có nói là có gặp Triều, má em có tên Triều, có gặp Triều nó đứng ngay ngã ba Dầu Giây đó, rồi dì kêu nó tại sao không về, nó mới kêu là dì về trước đi. Đó là bà đó có đi về, bây giờ nó kể gì đó là mẹ em đi luôn. Nhưng mà trước đó đó là những cái người mà họ đi tự quậy em cái xứ mà xứ biển mà họ cứ đi vượt biên đó, họ có ra liên lạc má em mấy lần là nhờ giống như là kiếm giùm để cho họ đi đó anh. Dạ nhưng mà không biết là lúc đó khó khăn quá hay sao không hiểu, thì với hơn nữa mẹ em có con lai giống như em đó thì phường cứ mời lên mời xuống hoài, rồi chắc có lẽ là đem cái áp lực tới cho mẹ má em quá, rồi lớp thì gia đình khó khăn, rồi tự nhiên mà má em đi á là sổ tiết kiệm mà ngoại mất rồi đó em tìm ra được á là mấy chục ngàn tiền hồi xưa. Ha. Dạ mà gì em mới nói hồi xưa mà mấy chục ngàn á là trời ăn bao nhiêu cái tết nó cũng được, cái đâu có cần một cái tết, mà má em đi là không mang giấy tờ đi, để dây chuyền rồi để lại luôn mà anh, để lại hết. Nhưng mà em không biết là má em có tính toán gì hay không thì mình không biết đó, Vậy vậy không biết thì là tự eo theo. mình có khả nghi hoặc này kia không? Mình có khả nghi rằng là có thể mẹ vượt biên thời điểm đó không? Có nghi đó không? Có khi nào nghi vấn điều đó không? Có lần đầu thì dì em không nghi, nhưng mà sau này em cứ nói với dì em cũng giải thích với dì em là cái vấn đề như vậy đó, thì dì em mới nói gì nè, cũng có lý, là từ giờ hồi xưa đó mẹ em có đi thành phố làm đó rồi mới gặp ba em ở đó đó, thì cách sau đó đó thì những cái người đó họ cứ ra họ tìm mẹ em hoài à. Nhưng mà từ lúc má em đi rồi đó, đi luôn là những người đó họ cũng mất luôn, họ không bao giờ bước ra nhà em nữa. Vậy là cùng cùng một nhóm đó, cùng một nhóm người đó là coi như là mất luôn.
mắc luôn, không có ai đi ra ngoài đó tìm mẹ em nữa hết. Là coi như những cái nhóm, là những cái người đó, những cái người liên quan đó là cũng cũng coi như mất liên lạc luôn. Mắc luôn, tự vì những cái người đó là hồi xưa mẹ em vô đó ở, hồi những cái người đó là hồi xưa họ ở đường Chu Minh Giảng, họ có nguyên cái giống như mình kêu bằng cái ạt của mình, là mình kêu bằng cái chung hồi đó là kêu bằng cái gì nhỉ, người ta cho mướn đó anh, mướn từ phòng đó, thì ba em với mẹ em là người mướn phòng của nhà đó, thì cách ba em trở về lại bên này rồi đó thì má em vẫn liên lạc những người đó, rồi những người đó cũng đi ra đi vô phong tiếng hoài, rồi má em không kể gì em nghe, nhưng mà má em lại kể cho ngoại em á là mẹ má có biết không, mấy người đó đi ra nhờ con tìm ghe để cho người ta đi 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 vượt biên À, có nói về bà ngoại như đó. vậy. Có nói bà ngoại như Dạ vậy. má em kể cho ngoại em nghe là tự vì má em không có dám nói cho gì em biết đó, rồi sau này cách sau này gì bà ngoại nhà mới kể cho dì nghe là con đi làm ở nhà ăn chiều đó, có người đi ra ngoài đây nhờ nó vậy vậy nọ kia đó, rồi dì em thì mới lau má em là phải cẩn thận đó này kia nọ, đừng có giống như làm việc như vậy đó, đừng có giúp người ta như vậy, lỡ có gì mình nó bắt bắt chung. Rồi là từ hồi má em bả đi luôn là những cái người đó họ cũng đi đâu luôn, không bao giờ thấy người ta ra nữa. Mà hồi đó má qua lại thì là má qua lại với tư cách là đi đi làm ăn hay là đi thăm người, đi thăm chồng hay là này kia, chứ đâu phải là đi buôn đâu. Nghe nghe chị nói là mới đi buôn lần đầu thôi phải không? Lần đầu là như lần cuối, còn má em đi vô đi ra trong đó đó là tự vì quen biết cái chủ nhà đó, những cái người con trai của chủ nhà đó là bạn của má em, từ hồi xưa ba em với má em ở trong khu nhà, người ta là chủ nhà của ba má em mà. Dạ Vậy thì đó, cho nên là cũng có thể là đi vượt biên theo cùng một nhóm đó đúng không chị? thì em cũng nghĩ gì đó, em thì em nghĩ như vậy, nhưng mà hồi xưa gì em không nghĩ vậy, mà bây giờ gì em phải lại nói chứ cũng có lý, thì cũng có lý là má em cũng có thể là họ đi cuộc sống khổ quá, tự vì vì em ba nói là cách 2 3 ngày là công an xuống mời má em xuống cái phường đó, rồi 1 2 tiếng rồi cho về, cách 2 3 ngày cứ kêu xuống rồi 2 3 tiếng rồi cho về, thì giống như má em còn trẻ quá rồi, em nói gì em là giống như lúc đó má em còn trẻ quá rồi cứ đưa áp lực tới rồi bà sợ nữa đó, thì em nghĩ có khi nào rồi họ giống như là móc nối được ở đâu, hoặc là có thể lúc đó bà còn trẻ quá rồi bà có đi theo người khác hay không, rồi giống như đi rồi lỡ rồi bỏ lại một mẹ già 2 đứa con đứa em rồi trong khi khó khăn như vậy rồi bỏ đi đó anh, rồi giống như kiểu mà cảm thấy có lỗi là không không dám quay về, cũng có thể là như vậy, em giải thích cái gì em như vậy đó. Dạ Nếu mà đi thì có thể là đi nước ngoài, đi vượt biên, chứ còn trong nước thì chắc là không có thể ha. dạ đúng rồi, em cũng nghĩ gì đó anh. Dạ Rồi hồi đó thì là ba ở ở đâu? hồi đó ba em thì đi qua đây rồi, ba em Mỹ mà ông ơi, ông trở về lại nước anh, 73 là ba em ra nước không rồi, Vậy thì chị qua bển rồi có kiếm được ba bển không? có em cũng mới kiếm được ba em được mấy năm nay. À, kiếm được ba rồi ha. Dạ em kiếm được ba em mấy năm. Nghe người ta nói đó, đôi khi kiếm ba còn dễ hơn kiếm má nữa. Bởi vì Dạ đúng rồi đúng rồi. bển là có ngân hàng DNA bển, nghe nói vậy đó. Dạ đúng rồi, em chỉ trả 69 đồng thôi là em tìm được ba em. Bữa 69 đồng thì đã kiếm được. Còn kiếm Dạ kiếm 69 đồng em mua cái DNA thế đó, em chỉ thế xong em bỏ lên. Nhưng mà quan trọng là cái người đó họ có muốn kiếm như họ, ví dụ mà họ muốn kiếm mình đó thì họ cũng thử như mình, họ đúng bỏ đúng lên thì rồi nó dễ anh. đúng đúng rồi rõ Dạ. ràng. Đương nhiên là Dạ. phải có đối tác, chứ không có đối tác thì làm sao mà có sự so sánh Tìm được. không được, khó lắm, dạ rất là khó, dạ đúng rồi. Có nghĩa là đôi bên cùng ý tưởng á, đôi bên cùng ý tưởng. Dạ đúng rồi, đúng, cũng muốn tìm với nhau đó thì nó dễ, dạ em cũng tìm. Em tìm tìm được ba em, nhưng mà
Ừ, đáng lẽ là em cũng tìm được ba em rất là lâu rồi, ba em cũng cho mấy đứa em về Việt Nam cũng tới ngay cái con đường Trương Minh Giảng, tới ngay căn nhà đó, nhưng mà không không họ giống như anh cũng biết thành phố mà họ thay đổi hoài đó, thì nó cũng đi tìm rồi, nó cũng qua báo với ba em là không được chỗ đó nó không có đâu, ta đi tới đó nó không có đâu. Nhưng mà thật tế ra là cái chuyện của em nó cũng bi ai lắm. Em hồi xưa có giấy tờ của ba má em rồi, em cũng đưa cho người ta, rồi người ta qua đây người ta giả em, người ta cũng nhận ba em, người ta ở với ba em cũng mười mấy năm đó anh. Vậy à. Dạ, rồi khi ba em đi tử thử DNA đó mới biết được là cái người đó không phải là con. Trời, vậy Dạ, sao? rồi em qua đây em gặp được ba em, rồi em gửi biết bao, em có địa chỉ ba em, em gửi biết bao nhiêu cái thư cho ba em hả, trả thư về hết. Rồi em cũng nói chuyện với được cái người đó luôn, rồi người đó cũng xin lỗi em, để em tha thứ cho. À, vậy là người ta dạy mạo danh Dạ ha. Trời ơi thiệt. dạ người đó ở đường ở thì nghề đó, cái người đó rất là thân với em. À, Dạ bởi dạ thân bi ai thân lắm. thân mới có được thông tin ha, thân mới có được thông tin rồi mới làm cái Dạ điều đó qua ha. nhận ba em luôn. Trời ơi vậy à. Dạ mà cái ngày mà anh biết không á, cái ngày mà em nhận được ba em đó, em gọi cho cái người đó còn no còn hả, mỉa mai ba em dữ lắm, trời em rất là đau lòng anh nhỉ, em rất là đau lòng người ta, mà Mỹ mà người ta đâu có chịu như vậy. Rồi như cái nhỏ chị lớn của em đó thì nó mới nói em là bây giờ mày nghĩ thì ba em có hỏi em như gì nè, lúc em gặp ba em đó thì ba em mới hỏi em là bây giờ tính làm sao, mày nghĩ tao phải làm cái gì với cái người này, thì em mới nói là bây giờ làm cái gì. Ông ba em mới nói là bây giờ mày muốn tao trả cho nó về lại Việt Nam hay là mày muốn cho nó ở đây là quyền mày quyết định. Dạ em mới suy nghĩ là tại sao trong khi đó mà nó còn dắt em của em về Việt Nam mấy nhiêu lần nữa anh, đi tìm em, mà trong khi nhà chú với nhà bác của cái người đó là nhà ngoại em ở chính giữa, nhà chú nhà bác của người đó ở hai bên như gì mà nói tìm em không được. Dạ rồi em nói rồi, rồi em nói với ba em thôi thay cho họ đi, rồi ba em mới nói thôi bỏ đi, tự gì để cái lung lăng cho họ cánh rứt. Dạ Bây giờ vậy cũng thì bây giờ vậy dai lắm. chị. Bây giờ xoay quanh cái vấn đề của mẹ chị thì bây giờ mình cũng gọi là mình cũng nhờ vào ơn trên coi thử nếu mà mẹ còn tồn tại trên cõi đời này thì hy vọng là có ai biết được hoặc là mẹ cũng có thể mẹ lên tiếng là tên tên của mẹ là tên gì ha chị ha? Dạ mẹ em tên Nguyễn Thị Chiều. Nguyễn Thị Chiều. Nguyễn Thị Chiều là khoảng sinh năm mấy ta? Dạ sinh năm mẹ em tuổi tuổi ngọ á. Tuổi ngọ hả? Dạ Khoảng năm mấy đó ha, khoảng sinh năm năm 50 ha. nó dạ năm mươi mấy, dạ đúng rồi đó, tuổi ngọ mẹ em sinh năm năm mấy á. Khoảng khoảng năm 50 51 gì đó. Tuổi Dạ tuổi đúng ngọ. rồi đó. Dạ Nguyễn Thị Chiều hả chị ha? dạ Nguyễn Thị Chiều, Còn sáng đặc chiều anh. Dạ còn còn cái đặc điểm nhận dạng hoặc này kia thì nó có cái gì sẽ khác người không? Có cái gì để có thể nhận dạng ngoài cái việc mà ngoài tấm hình ra không? Hay là cũng không có đặc điểm nhận dạng ha, đại khái là cũng người bình thường thôi chứ không có thẹo hay là không có gì đó, dạ không có đặc điểm ha. dạ dạ không có đặc điểm gì hết. Dạ Vậy chị gửi qua cho em cái tấm hình mà chị chụp hồi nãy ha, chị chụp vuông vuông vức lại giùm em nha. Hồi nãy chị chụp dạ nó em hơi hồi nãy chị chụp của đó mẹ em ha. hồi nãy chị chụp đó là nó hơi có cái bóng đèn đó. Bây giờ chị Dạ hoặc là ngày mai cũng được, khi nào mà chị chụp khi nào mà cảm thấy nó không có bị có bóng đèn nó chá đó, chị chụp giùm em lại cái tấm hình đó ha. ok anh. dạ 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 rồi Ok chị, rồi em đăng dạ tin giùm cho chị nha. rồi rồi trời ơi, em cảm ơn anh nhiều nha, rồi có gì em sẽ liên lạc với lại cái chị của em ở Việt Nam, cái chị họ hàng của em ở Việt Nam đó, sẽ liên lạc với anh. Dạ chúc đỉnh cho không anh bút mực dạ dẫn dạ cà dạ phê không không. không chị yên tâm đi, có nghĩa là cái này Dạ á là vị vị làm gọi là vị dùng bằng cái tâm của mình để mà cho mọi người kết nối thôi, gọi là vị may mắn dạ có cảm cái ơn anh trang này nhiều. nè.
Vì có cái trang này thì vị may mắn là được cộng đồng yêu thương và chia sẻ, và vị không lấy một Dạ. bất kỳ một cái phí nào hết. Dạ. Cảm ơn tấm Dạ, lòng của em cảm chị.